Xin chào các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt mình đây, đó là chiếc Hyundai Stargazer phiên bản đặc biệt màu đen. Thì Stargazer được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 10, 2022 với mục tiêu mang đến một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, giá tốt, phục vụ cho công việc, dịch vụ và chạy gia đình, rất là phù hợp với những cái nhu cầu và một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ và vẫn đáp ứng được như là tính năng an toàn này, chỗ ngồi rộng rãi này, tiết kiệm nhiên liệu này và vận hành ổn định như chiếc Stargazer trước mặt các bạn đây. Thì với ngôn ngữ thiết kế mới thì Stargazer chúng ta sẽ có 4 phiên bản. Đó là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, bản cao cấp và bản cao cấp 6 ghế. Thì với mức giá bán cho các phiên bản là 560 triệu cho bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt là 605 triệu, bản cao cấp 7 ghế là 685 triệu và bản cao cấp 6 ghế là 665 triệu. Thì mình tính ra lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh mình và các tỉnh thì nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng ngoài 600 triệu thôi. Cụ thể nó rơi tầm độ khoảng 640 đến 650 triệu. Đó, thì các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc Stargazer phiên bản tiêu chuẩn rồi. Thì mình cùng các bạn sẽ đi khám phá sâu hơn về phiên bản đặc biệt này thì xem nó có gì nổi bật. Thì về cái đèn, cụm đèn trước của xe thì bản đặc biệt được trang bị với đèn halogen phản xạ đa hướng cho chùm sáng rộng, giúp các bạn có thể vận hành xe trên những cái điều kiện ánh sáng rộng. Chúng ta sẽ có đèn LED định vị ban ngày thì được làm ở vị trí này. Đèn LED định vị ban ngày thì được bo tròn trên đầu xe, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Chúng ta sẽ có đèn pha tự động này, đèn sương mù. Đèn sương mù của xe là cũng là đèn halogen. Đèn halogen này thì là đèn sương mù chuyên phá sương rất là tốt. Gương chiếu hậu thì được chỉnh điện và gập điện, cũng có xi nhan tích hợp trên gương. Và tay nắm cửa của xe là tay nắm cửa mạ chrome. Đó. Về phần đuôi xe, mình nói thêm một chút, nói về chiều dài kích thước của xe thì xe được trang bị chiều dài tổng thể là 4m460, chiều rộng là 1m780 và chiều cao là 1m695. Với chiều dài cơ sở tốt nhất, gần như tốt nhất phân khúc so với các đối thủ như là Xpander, Veloz, thì với chiều dài cơ sở là 2m780 thì hoàn toàn các bạn có thể thiết kế, các bạn có thể là nhận được cái sự thiết kế rộng rãi trong khoang hành khách của ba hàng ghế. Thì cùng mình mở chiếc cốp của xe lên thì các bạn thấy là khi gặp hàng ghế thứ ba vào, chúng ta sẽ có một không gian cốp rất là rộng, kèm theo những các cái hộc để đồ tiện nghi. Chúng ta cũng sẽ có cổng sạc 12V, công suất 180W. Cốp thì là cốp chỉnh cơ thôi. Thì với một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ này thì chúng ta không có thể đòi hỏi gì thêm được. Với camera lùi kèm dòng chữ Stargazer, mạ chrome sang trọng ở đằng sau, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 3 cảm biến. Đến với phần khoang nội thất thì các bạn có thể thấy là xe được trang bị với nội thất tông màu đen và trần kem cho không gian nội thất khỏe khoắn, sạch sẽ và đầy tiện nghi, với những cái hộc để đồ. Đó, đây những hộc để đồ rất là tiện lợi. Đây, cửa cũng có, sẽ có hộc để đồ. Ở trên phiên bản đặc biệt này chúng ta sẽ có vô lăng bọc da này, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, màn hình đa thông tin là màn hình LCD 4,2 inch. Bản đặc biệt thì chúng ta cũng sẽ có cái công nghệ, đó là giới hạn tốc độ này, điều khiển hành trình này, khởi động bằng nút bấm đó. Đấy, và các công nghệ an toàn nổi bật như là hệ thống cảm biến sau, chống bó lực canh phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử hỗ trợ gành ngang dốc và cảm biến áp suất lốp. Với cái cần số này giống đàn anh Tucson đó, chúng ta cũng sẽ có các chế độ lái, đó là chế độ lái Eco và Normal và chế độ lái Sport.
Rồi, hàng ghế thứ hai các bạn có thể thấy là được trang bị móc khóa trẻ em an toàn ISOFIX kèm theo hệ thống ghế được ngả rất là tốt và không gian hàng ghế thứ hai cực kỳ là rộng rãi. Rồi, nói là Stargazer, mình theo cá nhân mình thì mình có thể đánh giá được là chiếc xe này với một cái thiết kế nội thất cực kỳ là hiện đại và tinh tế. Còn đầu xe thì nhiều bạn bảo là nó ngắn, nhưng mà đổi lại là nó ngắn thì nó mới là dòng xe MPV và nó sẽ vận hành tốt hơn khi các bạn di chuyển trong phố và có một tầm nhìn rất là tốt. Đấy, với động cơ 1.5 công nghệ Smart Trim giống đàn anh Tucson, Santa Fe và Creta thì chúng ta sẽ có cái công suất cực đại là 115 mã lực và mô men xoắn cực đại với hộp số IVT là 144 Nm. Đó, thì các bạn có thể thấy là màu xe ở đây chúng ta có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xám kim loại và màu bạc. Thì những cái màu nổi bật các bạn có thể chọn nó là màu trắng, màu đen và màu đỏ cho các mệnh phù hợp với mình. Thì với giá lăn bánh chỉ hơn 600 triệu một chút thì các bạn hoàn toàn có thể thấy là Stargazer phù hợp với nhiều những khách hàng ở thị trường xe ô tô Việt Nam. Đấy, các bạn quan tâm thì xin vào liên hệ mình qua số điện thoại mình để trên màn hình thì mình sẽ tư vấn và báo giá và có thể giảm giá tốt hơn cho các bạn là từ 5 đến 10 triệu đồng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình xin cảm ơn.